Hello các bạn nha, chào mừng mọi người đến với kênh Heo Rừng Cần Thơ nha. Nay lâu quá mình không có quay clip thì bữa nay mình quay cái clip để nói về cái vấn đề heo giống cho mọi người chúng ta cùng nhau tham khảo nha. Đây là cái ô heo thịt của mình nè. Mọi người dạo này trái cây nhiều quá, ở miền Tây mình thì có một cái đặc điểm gọi là vào những cái tháng mà tháng giêng tháng hai á, trái cây rất là nhiều. Nhiều ở đây là tức là trái cây dạt á, trái cây dạt rất là nhiều. Hổm gài bữa nay là xem như là ngày 2 tháng 5 nha, mình lên clip là ngày 2 tháng 5 năm 2023, thì cái đợt này cái xài Đài Loan á rẻ quá trời rẻ luôn, hình như ký có 1.000 2.000 à. Mình thì cái khu vực của mình ở gần dựa cho nên là mình có những cái loại xài dạt rất là nhiều, và người ta cho của mình á, cho đem lại cho thì mình tận dụng cho heo rừng ăn, thì đó là một cái lợi thế nha. Heo rừng này nó ăn cái gì, mọi người hay hỏi là heo rừng nó ăn cái gì, thì con heo rừng nó rất là dễ ăn luôn nha cả nhà, hầu như là mình thấy cái gì nó ăn cũng được chứ. Cho nên là mốt là thí dụ như mà chúng ta coi clip rồi đừng có hỏi là heo rừng ăn cái gì nữa, mình thấy là heo rừng là cái gì nó cũng ăn được hết. Và cái quan trọng ở đây là mình nhắc lại hoài khi mà chúng ta chăn nuôi đó là chúng ta phải cân đối cái khẩu phần dinh dưỡng. Tại vì nếu mà chúng ta cho ăn mà nó nhiều quá nó sẽ mập, mập dẫn đến tình trạng là mỡ. Mỡ thì heo rừng mà nếu mà mỡ nhiều quá nó rất là khó bán nha. Còn về heo giống thì heo giống mình cũng xin trả lời cho mọi người luôn để mọi người xem và mọi người hiểu nha. Thì heo giống thì chúng ta có cái thời gian là chúng ta nếu mà có cái ý định nuôi á thì nên đặt trước khoảng 2 tháng 3 tháng, tại lúc nào khi mình bán ế dữ lắm thì mình mới còn heo giống, còn không thì mình phải đợi để mình chọn lựa ra để mình có những con heo tốt nhất mình bán. Mà cái thời gian con heo này nó lớn tháng nó chỉ có lớn trung bình có mấy kilo à, cho nên để mình chọn được một cái con heo giống mình bán cho cả nhà thì nó rất là gọi là mất cái thời gian của mình. Cho nên là khi mà chúng ta đặt heo giống á thì mình cũng không gấp đâu, nhưng mà khi mà cả nhà đặt heo giống thì chúng ta cũng nên là đặt trước nha, đặt trước có thời gian đặt trước để mình chuẩn bị càng lâu thì cái chất lượng con giống của mình nó càng cao. Heo đợt này nuôi quá trời đạt luôn, biết sao mình ba cái đồ mà trái cây á, ba cái đồ dạt của mình quá trời nhiều, cho nên là mình cho ăn thì cho ăn, thì cho nên là con heo này nó rất là chịu, nó chịu ba cái vụ này dữ lắm. Xoài mà hơi mềm mềm thôi, nói chung là những cái loại trái cây nó hơi nó cứng nó mềm gì mấy cái thằng heo rừng này nó ăn cũng được chứ. Mình đáng lẽ là mình thả ra ngoài á, mình thả ra ngoài thì nó ăn nó sẽ sạch chuồng hơn, nhưng mà có một cái là biết sao, quá trời nhiều ở bên này, quá trời nhiều thả ra nó ăn rồi nó phí. Ví dụ như ở đây á, thì nó ăn nó không phí nè, ở đây thí dụ như trong chuồng á, nó ăn là có nhiêu nó ăn hết nhiêu, còn nếu ra ngoài nhiều khi nhầm cái trái á, nó cạp phân nửa cái nó bỏ. Hoặc là ví dụ như 10 trái nó ăn khoảng có chừng 6-7 trái thôi, thì cái đó rất là uổng, rất là tiếc, mình thấy rất là tiếc. Cũng tùy nhầm lúc, cho nên là mình thôi mình để trong chuồng mình quay cho các bạn xem nha. Chứ cái này thả ra ngoài á, để chắc cái đống này còn ngày mai mình sẽ thả ra ngoài nè. Thả ra ngoài mình sẽ lên clip nữa cho các bạn theo dõi. Mình nuôi cái lượng trái cây nhiều á, nói chung là mình cho ăn những cái loại thức ăn mà nó dễ làm dơ chuồng thì mình nên thả ra ngoài. Thấy không? Mình nên thả ra ngoài để cho cái chuồng của mình nó sạch, nó không có bị dơ. Ăn là nãy giờ là các bạn thấy không? Sòi là nó ăn tích cực luôn nha. Không phải sòi nhưng mà nếu mà ổi thì nó cũng ăn vậy thôi.
thì mình hay lên cái clip sòi, clip ổi cho mọi người xem á. Bày nào cũng vậy hết trơn nha. Còn cái trái cây này thì mình có thì mình cho nó ăn theo mùa thôi. Ví dụ như đợt này sòi rẻ quá, cái lúc nào mà trái cây nào mà rẻ quá mà dạt á, tất nhiên là rau cũng được, rau lục bình hay là rau khoai lang hay là gì đó, rau muống rồi đó, chuối cây cũng được luôn. Cái loại nào nó ăn cũng được chứ. Con heo này nó rất là dễ ăn. Cái chuồng này nãy giờ mình dành thời gian mình quay cho nó hơi lâu ha, rồi mình bây giờ mình sẽ quay thêm một cái vài cái chuồng nè. Heo này là heo khoảng 20 có. Cái này là 2 bầy đó, mọi người tin không? 2 bầy thì mình để chung luôn nha. 2 bầy là cái chuồng này hiện tại đang nhốt 16 con, tại vì mình bán heo thịt đó. Cho nên là mình để luôn. Thì 2 bầy nó thì tùy thôi. Heo rừng này thì nó đẻ là 6, 7, 8, 9, 10 con. Thì 2 bầy này các bạn thấy một cái chuồng này nhiều, nhưng mà thật chất là 2 bầy này nè, nó chỉ có 16 con à. Nuôi đều nuôi nó cũng, tất nhiên là mình nuôi nó cũng không có đều nha. Có bầy trước, bầy sau, có con đẹt nữa. Con nào nó chọi thì nó cũng được là 20, hơn 20. Còn thí dụ như những con sau chuồng đó, nó 16, 17 kg, 15 kg. Nói chung là ngay cả mình nuôi heo nó cũng không có điều được đâu. Đó, 2 bầy nè. Lâu lâu mình ra clip tại biết sao. Đặc biệt là hổm gài là ba cái dịp lễ á, mình lo buôn bán cho nên là mình ít cập nhật clip. Thì hôm nay mình cập nhật clip, cả nhà xem clip ủng hộ mình nha. Đây nó đang ăn phải không? Mình quay xài luôn nè. Đó, để mình đóng cái cửa này lại coi. Nè, sòi này hổm gà người ta cho tới mấy tấn nữa. Bữa nay là kêu bằng là nó quắt cần câu rồi, tức là nó theo cái ngôn ngữ, tức là nó chịu hết nổi rồi, nó gục rồi cho ăn rồi, từ lúc nó mớp tới bữa nay nó gục rồi nè. Đó, rồi bữa nay mình mới có thời gian mình quay về chạy, mình review cho các bạn xem. Đây đóng sại nè, đằng nẳng đóng ổi nữa, các bạn thấy không, chà bá luôn á. Rồi trong nhà nữa, trong nhà là dữ lắm luôn đó. Thì để mình cho bắt cho một cái ô ăn ha. Mấy cái ô này đợt này heo của mình nhiều quá cho nên mình nhốt là mười mấy con không à. Đi. Mình nuôi nhiều cái dòng heo lắm nha. Thì cái bầy này là nó nhỏ, bầy này khoảng 13-14 kg thôi đó. Bây giờ mình cho nó ăn nè, nãy mình cũng cho nó ăn hết mớ rồi, cho nó đừng la, mình nói chuyện cho mọi người nghe dễ nghe đó. Heo bự heo nhỏ gì cũng vậy hết trơn á. Thì cái ô này là mình sẽ rảnh mình thiến nha. Thì heo bự heo nhỏ gì cũng vậy chân, thì mình cho nó ăn, nói chung là trái cây thì mình cứ cho nó ăn thoải mái. Tại vì cái bản chất của trái cây á, bản chất của trái cây nó là tốt chứ nó không là gì chứ, nó rất là tốt ở nhà. Mình cho nó ăn nè. Còn đáng lý ra cái ô này là mình cũng thiến trước rồi, nhưng mà hổm gà mình chưa có thời gian á, đợi cho nên là mình bỏ cho nó luôn, nên nó bự nè. Đó. Thì đây là cử chiều nha, cử chiều khoảng 4 giờ mấy 5 giờ. Thì nếu mình cho nó ăn cái này nó no rồi, thôi mình khỏi cho ăn thêm cái khác. Cái con này nó ăn bây giờ. Cái ô này là cái clip mình gần nhất là mình mới quay cho các bạn xem, là cái làm 5 bí quyết để tách bầy heo con hiệu quả đó. Là cái ô này là được là 12 con là 2 bầy nè. Thì bữa nay nó được ba lớn rồi nè. Mọi người lâu lâu nhìn thấy thì nó có khác không? Nó có bự không? Thì tất nhiên là biết sao. Mình á, mình nuôi hoài nhiều khi mình nhìn thấy nó lâu lớn. Nhưng mà tốc độ lớn của con heo rừng này á, là cả nhà nuôi là cả nhà nhớ nha,
tức là nó tùy theo cái giai đoạn, có thể giai đoạn này nó lớn 3 kg 4 kg, giai đoạn kia nó lớn 5 kg 6 kg, chứ nó không có gọi là nó cào bằng, nó lớn mỗi một tháng nó lớn đều bằng được. Tuy nhiên nếu như mà mình nuôi mà mình nhìn thấy á, con heo rừng mình nhìn thấy, nói chung là cái con vật mình nuôi hàng ngày mà mình nhìn thấy nó phát triển một cách đều đặn á, thì là ok đó. Mình cho nó ăn cái khẩu phần dinh dưỡng rồi, thấy không, thì heo cỡ này thì nó thoải mái rồi đó, cho nó ăn cái quái gì nó cũng ăn hết. Chuồng dắt chiều cho ăn cái này hay dơ ha, sáng mai tranh thủ quay clip để mới có một cái định là quay clip, sáng mai quay clip nữa. Heo này được quá ha, heo này đạt, heo này bầy này nuôi mới có khoảng 2 tháng rồi. Giờ 8-9 kg, mấy con này có 8-9 kg. Còn mình sẽ cho các bạn coi cái ô heo bự nha. Heo nói chung là trang trại thì heo nó sẽ có nhiều cái loại, nhiều cái kích cỡ khác nhau, nhưng mà đợt này toàn là heo đực quá nhiều. Mà nếu mà chúng ta nuôi nhiều thì thấy nhìn thấy cưng lắm, thả ra để có thể là mình sẽ dành một buổi mình thả ra cho cả nhà tham khảo, để bữa nào vận chuyển cái cây ít ít ra đây ha. Bây giờ nhiều quá mà thả ra nó ăn ba mớ nó bỏ thì tiếc lắm. Còn cái bầy ô này nè, bầy heo này đây, ô heo này nè, heo này là mướt gượt luôn á. Quá trời đẹp không, heo này 3 mấy ký. Mướt đang lên giống luôn nè, heo mướt cược heo luôn. Ít bài này quá tốt, bài này quá trời tốt, không có gì để bàn cãi nữa. Heo này mướt quá trời mướt luôn. Chúc cả nhà là có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ nha. Tất nhiên là mình bữa nay mình ra clip hơi muộn, nhưng mà ai xem được clip này thì mình xin kính chúc mọi người, tại vì mình thấy cái clip của mình đó cũng được là rất là nhiều người xem, ở miền Trung cũng có, miền ngoài Hà Nội, tận ngoài miền Bắc cũng có luôn, miền Tây cũng có luôn. Thì rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái kênh của mình rất là nhiều nha. Thì chúc cho mọi người xem được cái clip này là thật là vui vẻ và có thật là nhiều cái năng lượng. Và tất nhiên là nông dân của chúng ta rồi, chúng ta làm thì sẽ có được những cái kết quả tốt nhất nha. Còn mình thì riêng là cái clip, mỗi một cái clip mình up lên thì mình có sao mình nói vậy, và mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình, để ai mà vô tình xem được cái clip của mình, nếu thấy nó phù hợp, nó hay thì chúng ta cùng áp dụng và cùng có những cái sản phẩm tốt nhất đem đến cho người tiêu dùng. Rất là cảm ơn cả nhà nhiều nha. Đó, con này nè, con này quá thích luôn, mướt gượt luôn nè. Ăn mấy heo bự này là mình ở ngoài mình thấy nó ăn mê luôn á, tại vì cái quai hàm nó bự á, nó cứng, cái sức cạp nó nhiều, cho nên là nó ăn hầu như là nó không bỏ gì hết. Mấy heo nhỏ thì nhiều khi cái vỏ nó dai dai nó còn nhai không được ha, chứ heo bự này cho nó ăn gì là nó nhai, nhai vỏ nó nhai tùm lum hết, nhai hộp nó nhai luôn. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha.